Ngân. Có chuyện gì vậy? Từ từ nói, sao cứ ào ào? Mục đích cô ký hợp đồng với công ty Thiên Trường là để làm gì? Hợp tác làm ăn. Ngoài lý do đó ra, không còn lý do nào khác. Cô nói dối. Cô chưa quên được anh Khôi đúng không? Nếu như tôi muốn gặp chú Khôi á, thì tôi có thể hẹn riêng chú bất cứ lúc nào cũng được. Cần gì bày vẽ nhiều trò. Vậy là cô đang thừa nhận. 3 năm rồi, tại sao cô còn chưa buông tha cho anh Khôi vậy? Cô là loại phụ nữ như thế nào đây? Chuyện của tôi và chú Khôi đã là quá khứ rồi. Cô đừng có đến đây làm phiền tôi nữa. Nếu cô nói như vậy thì hủy hợp đồng đi tôi mới tin. Tôi không thể và cũng không muốn làm như vậy. Cô về đi. Cô... Nè, cô về đi, đừng có làm ồn nữa, để mọi người nghe được không có hay đâu. Dạ. Yeah. Anh đã ký hợp đồng với Thiên Trường, bây giờ anh đã là nhân viên của công ty, mà anh còn chống đối tôi nữa hả? Chúng ta là những người chuyên nghiệp, công ty Phương Minh, tôi không để chuyện này ảnh hưởng tới công ty đâu. Được. Nếu nói như vậy á, thì tôi có một lời khuyên anh. Anh ráng mà quản lý cô người yêu của anh cho thật chặt. Đừng có thả chạy lung tung mồi chài người khác. Rồi trên đầu của anh sẽ mọc thêm nhiều cái sừng đó. Hình như Thiên Ý hiểu lầm anh là người yêu của em. Có sao không? Kệ cô ấy đi. Cô ấy muốn nghĩ sao cũng được. Mà anh đi làm ở công ty Thiên Trường hả? Anh mới được công ty mời về. Có ảnh hưởng gì không? Không có gì. Cái người mà lần trước em nhà anh đưa về lúc say, em gọi là chú, em trai của bà Dương em, đúng không? Hình như anh thấy mối quan hệ của mọi người không được tốt lắm thì phải. Thôi, mình nói chuyện khác đi ha. Em và chú ấy đã từng yêu nhau. Mà cũng là chuyện quá khứ rồi. Anh mặc bộ đồ này đẹp trai ta. Em qua nấu cơm sườn trống á, vô đi em dọn cho anh nha. Cảm ơn em.